Thưa quý vị và các bạn, sau ngày kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ mùng 7 tháng 5, các hoạt động thiện nguyện hướng về Điện Biên vẫn được nhiều đơn vị tổ chức. Trong đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp với các nhà tài trợ thực hiện chương trình Ánh sáng vùng biên để huy động nguồn lực xã hội, mang bóng điện mặt trời thắp sáng bản làng vùng biên giới. Hôm nay, đồn biên phòng Pa Thơm về bản lắp bóng đèn điện dùng năng lượng mặt trời ở bản Sa Cuông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Ở một nơi chưa có điện lưới, chưa có sóng điện thoại, 45 hộ tương ứng với hơn 200 người dân nơi đây cảm thấy vô cùng phấn khởi. Như trước kia thì đi lại nó không thuận tiện, là tối om, giờ nói về đèn thắp sáng là năng lượng mặt trời này giúp cho bà con thuận tiện đi lại sinh hoạt, bà con rất vui, rất phấn khởi. Bà con rất cảm ơn đoàn thiện nguyện. Pa Thơm là một xã biên giới đặc biệt khó khăn của huyện Điện Biên với 3 dân tộc chính gồm Lào, Khơ Mú, Cống cùng sinh sống. Với 290 hộ, tỷ lệ hộ nghèo là 49%. Một số bản còn chưa có điện lưới, sóng điện thoại. Do vậy, ngoài nhiệm vụ bảo vệ biên giới của Tổ quốc, Bộ đội Biên phòng Pa Thơm phát động chương trình Ánh sáng vùng biên nhằm huy động các nhà hảo tâm tài trợ đèn điện mặt trời thắp sáng các thôn bản. Trong dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ này, các tăng ni Phật tử Chùa Ba Vàng đã hỗ trợ 35 cột đèn năng lượng mặt trời. Cùng với đó là nhiều xuất quà gồm tiền mặt, gạo, các nhu yếu phẩm, đồ dùng học tập cho học sinh. Trước đó, đơn vị này cũng đã đóng góp 4 tỷ đồng hỗ trợ Điện Biên xây dựng nhà đại đoàn kết. Qua cái hoạt động thiện nguyện đối với đồn kết nối, phối hợp với địa phương và kết nối với các đoàn thiện nguyện, cũng mục đích cuối cùng là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Và nhân dân cùng với bộ đội biên phòng bảo vệ, giữ gìn bảo vệ cái vững chắc chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia ở khu vực biên giới. Với cái chủ trương của Đảng và Nhà nước ta là không để, không bỏ lại ai phía sau, cho nên hưởng ứng cái lời kêu gọi của Đảng Nhà nước, của Thủ tướng Chính phủ thì tăng ni Phật tử chúng tôi cũng thế, cũng sẽ nhiệt tình hết sức trong các cái hoạt động an sinh thiện nguyện này để cùng với Đảng Nhà nước để góp phần làm sao là cho các đồng bào, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa có những cái điều kiện tốt hơn để bà con an tâm sinh sống, học tập làm việc, cống hiến để giữ gìn được cái biên cương của Tổ quốc, và chúng ta cũng đồng thời để xây dựng được cái khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Những cột đèn được thắp sáng, những món quà được chuyển tới tận tay các hộ nghèo ở thôn bản. Chương trình Ánh sáng vùng biên đang mang tới nguồn động viên ý nghĩa, giúp đồng bào chiến sĩ từng bước vượt qua khó khăn, từ đó thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ biên cương của Tổ quốc, tiếp nối các hoạt động hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng, cả nước hướng về Điện Biên anh hùng nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.